Rồi. Đây, cây này cũng một cốt này cả nhà. Bông trên lá hẹ. Ảnh đang có bông luôn. Cả nhà ưng ý cây nào ở phút thứ mấy cả nhà cứ chụp màn hình rồi gửi qua Zalo cho em ạ. Và em sẽ giao đúng cây đó cho cả nhà. Cỏ cỏ quá chừng cỏ. Dạ còn mấy cây cây vàng. Vàng này trang thái. Vàng thường. Cả nhà lấy combo đủ màu thì em cũng giao đủ màu cho cả nhà luôn ạ. À. Cả nhà xem. Một cốt rất là đẹp luôn. Cả nhà muốn mua mà để cho ảnh chỗ bông á, vừa đến kịp chỗ bông á thì cả nhà lựa mấy cây búp, chọn mấy cây búp như vậy, khi về tới thì ảnh vừa chỗ bông mà. Còn mà mình thích bông nở rộ thì mình chọn những cây đang rộ hoa. Đây, những cây này đang rộ hoa rồi. Bên này là cây trắng trắng. Những anh này là trắng cam cà rốt. Chúng ta cà rốt. Đây là cam lá xó. Năm cánh luôn. Cả nhà xem năm cánh này. Đây là mấy cây màu trắng. Mấy cây này cây màu trắng. Bốn cảnh. Trang này là trang sen. Trang sen không để lộn xộn. Cái này là cây vàng nghệ. Cỏ quá. Ra vườn là phải nhổ cỏ cả nhà ơi. Màu trắng một cốt. Tỉa anh ra một cốt nhìn thấy thương á. Anh này là trắng, trắng lá chung. Trung cũng một cốt nha cả nhà. Trắng. Trắng trắng một cốt nha cả nhà. Cả nhà cứ thích cây nào ở phút thứ mấy thì cứ chụp màn hình cho em nha. Anh trắng trắng
em chụp, em gửi hàng y như clip em quay. Nếu như mà cả nhà nhận hàng không đúng cây á thì cả nhà từ chối. Anh này cây vàng nghệ, vàng nghệ em rộ bông. Vàng nghệ thì chủ yếu là bốn cánh à cả nhà ơi. Vàng nghệ màu rất là tươi, mảnh màu cốt. Cái này gì mua về đem để vô chậu. Mình mua mình cái chậu lớn á, mình để vào. Nhưng cái vàng này là vàng nghệ hết. Mình vàng nghệ này. Em ảnh lúc lúc ảnh muốn sọc đỏ sọc cốt nguyên vàng vàng nghệ. Rồi bên đây là lá hẹ, tiếp tục là vàng lá hẹ. Đây là mấy anh Mỹ đỏ nha cả nhà. Mỹ đỏ này em chưa có xuất bán. Tại vì ảnh còn thấp, chưa có bông. Đây. Đèn đỏ một cốt. Này cam lá xoắn. Cam lá xoắn. Wow, anh này 6 cánh luôn. Mười sáu cánh luôn rồi cả nhà. Để cây lá xoắn vàng với lá xoắn cam kế bên cho cả nhà dễ so sánh. Cái cốt của ảnh đó, anh này cũng 6 cánh luôn. 2, 4, 6 cánh. Trên này 5 cánh. Thường cái anh này thì 4 cánh à. Đây, còn bên đây 4 cánh rồi, cả nhà xem nè. Cái nhánh bên đây 5 cánh với 6 cánh nhiều. 5 cánh. Cái màu cam này cũng vậy, 4 cánh, 5 cánh, 6 cánh có luôn. Cái hàng bên đây là màu tím sen. Tím sen một cốt. Em vừa giới thiệu sơ lược đến cả nhà xem những cái lô trang, giới thiệu đến cả nhà xem là thích cây nào ở phút thứ mấy thì cứ chụp màn hình gửi em nha cả nhà. Đây anh này tím sen một cốt, em cầm cái đây cho cả nhà thấy rõ nè. Anh này thì cao 4 tấc 2 gang tay. Tím sen. Tím sen là đặc điểm là cái chân ảnh phải đỏ đỏ cho cái lá. Cả nhà xem cái chân đó, đỏ đỏ cho cái lá là anh màu tím sen. Một cốt không. Một cốt. Lô này là tím sen. Hàng này
Cây hồng phấn clip trước em có giới thiệu nè cả nhà. Đây. Anh này màu vàng. Anh này màu cam. Anh này lá hẹ nè. Cái thân chạp bá luôn. Rồi, em quay sơ lược đó, cả nhà cứ lựa chọn rồi ở phút thứ mấy á, cả nhà cứ chụp màn hình rồi gửi Zalo qua cho em nha, em sẽ gửi đúng cây đó cho cả nhà. Rồi, em chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ nhé.